Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ ba, ngày 14 tháng 5. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc về phát triển kinh tế xanh, kinh tế số. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tại các đảng bộ trực thuộc. Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, Dương lịch 2024. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với đoàn gồm 19 tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc về phát triển kinh tế xanh, kinh tế số. Phát biểu chào mừng lãnh đạo 19 tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực phát triển xanh, kinh tế số và các đại biểu tham dự tọa đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua, với nỗ lực chung của hai bên, quan hệ Việt Trung đang phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và toàn diện, nhất là sau sự kiện chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc vào tháng 10 năm 2022 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023. Trong hơn 10 năm qua, thương mại giữa hai nước đã tăng hơn 4 lần, đưa Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đã tăng hơn 70 lần, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, và Trung Quốc cũng đã trở thành nhà đầu tư lớn thứ 6 trên 146 đối tác đầu tư của Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng tọa đàm là một bước triển khai cụ thể nhận thức chung cấp cao của hai đảng, hai nước trong tăng cường quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung, góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Tại tọa đàm, lãnh đạo các bộ ngành Việt Nam và các doanh nghiệp Trung Quốc đã trao đổi thẳng thắn, chia sẻ các ý tưởng sáng kiến hợp tác thiết thực để trụ cột hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước ngày càng thực chất sâu sắc hơn, khẳng định mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế số. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 33, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo đó, dự thảo luật gồm 9 chương, 65 điều. Việc xây dựng ban hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là cần thiết để khắc phục triệt để những hạn chế bất cập, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật và tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Trình bày báo cáo thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới đề nghị căn cứ chủ trương của Đảng, cơ quan soạn thảo kết hợp tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung các quy định về quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy trong dự thảo luật để quy định nội dung, yêu cầu cụ thể đối với quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy và mối quan hệ với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Thảo luận tại phiên họp, đối với quy định cháy tại thôn tổ dân phố thì trưởng thôn tổ dân phố là người chỉ huy chữa cháy. Trường hợp những người này vắng mặt thì đội trưởng đội dân phòng hoặc người được ủy quyền là người chỉ huy chữa cháy. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng chưa phù hợp. Đề nghị bổ sung thêm chủ hộ dân, thành viên hộ gia đình là người chỉ huy chữa cháy tại thôn tổ dân phố trong trường hợp trưởng thôn tổ trưởng tổ dân phố, đội trưởng đội dân phòng không có mặt. Nhấn mạnh cần đảm bảo sự thống nhất đồng bộ trong hệ thống pháp luật, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh lấy dẫn chứng quy định khi điều chỉnh quy hoạch chung về chức năng chi tiết đối với đô thị, khu dân cư, cụm công nghiệp, khu chức năng phải phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch, có giải pháp thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Trong thời gian vừa qua, rõ ràng các cái khu dân cư của chúng ta khi mà có vụ cháy xảy ra là đường vào thì bé tí, không đưa được các cái phương tiện phòng cháy chữa cháy vào. Thế là phải có cái quy định này. Thế nhưng mà bây giờ cái kỹ thuật thôi, thì trong chúng tôi ra về và chúng tôi thẩm tra cái luật quy hoạch, thì trong cái luật quy hoạch cũng chưa thấy có cái quy định về vấn đề này. Mà bây giờ lại bảo các cái điều kiện này, các cái quy định này theo quy định của pháp luật quy hoạch. Thì nếu mà quy định như này thì rõ ràng là trong không thực hiện được, và nếu mà chỗ này thì phải thiết kế cái quy định riêng của cái vấn đề này.
đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra và tán thành sự cần thiết ban hành luật. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc xây dựng ban hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là thực sự cần thiết để tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và tăng cường sự lãnh đạo quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đây là luật rất quan trọng, nó tác động đến cái kinh tế xã hội, tác động đến đời sống của nhân dân và doanh nghiệp, gắn với cái đảm bảo trật tự an toàn xã hội, rồi bảo vệ tính mạng tài sản. Do đó là cần phải nghiên cứu rà soát một cách kỹ lưỡng, vừa khẩn trương nhưng mà phải vừa kỹ lưỡng để khắc phục những cái bất cập hạn chế, đồng thời phải có những đổi mới phù hợp khả thi gắn với đời sống kinh tế, rút kinh nghiệm để cho cái công tác phòng cháy chữa cháy của mình sắp tới làm sao là nó hạn chế tối đa số vụ cháy, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá, rà soát kỹ lưỡng phạm vi của công tác cứu nạn cứu hộ, quy định cụ thể cơ chế phối hợp, chỉ quy, hỗ trợ liên quan đến công tác này. Gợi mở quy định về quy hoạch phòng cháy chữa cháy phải đặt trong tổng thể phạm vi điều chỉnh của luật, nghiên cứu kỹ hơn và mở rộng tiêu chuẩn, quy chuẩn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là quy định có tính đặc thù. Chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị chuyên đề thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Dự và chủ trì hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, ông Lê Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại hội nghị, tham luận của các bộ ngành địa phương đã đánh giá thực trạng, làm rõ các điểm nghẽn trong quá trình số hóa ngành nông nghiệp. Những năm gần đây, ngành nông nghiệp đã đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn như đưa trí tuệ nhân tạo, quản trị dữ liệu, tự động hóa và hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, đảm bảo chất lượng, bảo vệ môi trường và nâng cao khả năng cạnh tranh cho nông sản Việt Nam. Song phải nhìn nhận, số hóa lĩnh vực nông nghiệp tại các địa phương hiện nay còn đang đối mặt không ít khó khăn rào cản như về nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ còn hạn chế, sự kết nối chia sẻ liên kết giữa các bên liên quan còn chưa chặt chẽ, hạ tầng công nghệ giữa các địa phương chưa đồng đều, thể chế đầu tư phát triển chuyển đổi số chưa đồng bộ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận biểu dương kết quả tích cực bước đầu thực hiện chuyển đổi số mà ngành nông nghiệp đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, ngành nông nghiệp cần tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, đặc biệt là cho đối tượng nông dân, thực hiện hợp nhất để có hệ thống thông tin dữ liệu đồng bộ, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, phát triển cơ sở dữ liệu của ngành. Hôm nay, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long cùng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với huyện ủy Trà Ôn và Vũng Liêm về công tác xây dựng văn kiện, công tác quy hoạch cán bộ, nguồn nhân sự, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng dự buổi làm việc có ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Hồ Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy. Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Ôn cho biết công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 được Huyện ủy đặc biệt quan tâm. Huyện ủy kịp thời ban hành các quyết định thành lập ban chỉ đạo và các tiểu ban nhân sự văn kiện. Công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch được quan tâm thực hiện theo đúng quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu Huyện ủy Trà Ôn khẩn trương rà soát thẩm định lại thật kỹ về tiêu chuẩn, trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, hệ số quy hoạch của cán bộ tại các ban ngành huyện và các xã thị trấn. Huyện cần thực hiện kịp thời công tác luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu theo quy định để đảm bảo thực hiện phương án nhân sự trong đại hội nhiệm kỳ mới.
Trong chuẩn bị nhân sự, cần quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc Khmer trong các xã có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Chuẩn bị văn kiện đại hội cần bám sát quy hoạch của huyện, tỉnh để thực hiện theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Chúng ta xây dựng trên tinh thần là phát triển và có cái sự tham gia đóng góp và hưởng ứng của người dân. Chúng ta không phải chúng ta xây dựng văn kiện để cho nội bộ chúng ta là thực hiện thôi, mà phải được hưởng ứng và tham gia tích cực của các thành phần kinh tế của người dân. Đặc biệt lần này là chúng ta phải tập trung, chúng ta bám sát vào cái quy hoạch, căn cứ vào tiềm năng lợi thế của từng địa phương mà chúng ta xây dựng cái văn kiện. Không có nơi nào giống nơi nào hết. Được khéo là chúng ta xây dựng gập khuôn, gập khuôn máy móc rồi nó không đạt được yêu cầu. Cho nên đây là vấn đề mà đề nghị các đồng chí hết sức là quan tâm. Tại huyện Vũng Liêm, báo cáo tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy cho biết đã tiến hành công tác chuẩn bị đại hội theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa quy định kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo kế hoạch đã đề ra. Trong quy hoạch đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu theo quy định. Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, đánh giá cao nỗ lực của huyện Vũng Liêm trong chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời yêu cầu Huyện ủy Vũng Liêm chỉ đạo thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ mới đối với cấp xã và ban ngành huyện. Trong chuẩn bị nhân sự, cần lựa chọn những cán bộ có uy tín, năng lực, lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo bố trí nhiệm vụ cao hơn. Ngay từ bây giờ chúng ta phải rà soát lại thật kỹ từng cái nhân sự cụ thể, coi bây giờ là đủ các cái tiêu chuẩn hết chưa. Nếu chưa đủ thì chúng ta phải đưa đi đào tạo, đưa đi bồi dưỡng, phải có số lượng dư vượt theo cái quy định. Những cái xã mà theo quy hoạch mà chưa đủ 1 đến 1,5 thì các đồng chí phải bổ sung. Những cái trường hợp mà đối với trẻ, đối với nữ á, mà nếu cái xã nào mà chúng ta chưa đảm bảo được yêu cầu thì có thể là chúng ta từ xã này chúng ta quán đổi xã khác. Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra trong chuẩn bị tổ chức đại hội, nhất là vai trò của người đứng đầu, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu Huyện ủy Vũng Liêm xây dựng dự thảo văn kiện và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nội bộ, kể cả ngoài quần chúng nhân dân. Về công tác nhân sự, cần tính toán, rà soát, kỹ lưỡng, bố trí nhân sự cấp ủy ở các ngành, lĩnh vực, địa phương để chuẩn bị thật tốt cho phương án nhân sự phục vụ đại hội. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024, sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi họp mặt các vị giáo phẩm chức sắc trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các vị ủy viên Ban trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hộ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Đến dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Đặng Văn Chính, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long gửi lời chúc mừng đến chư tôn đức giáo phẩm, chức sắc chức việc cùng toàn thể tăng ni, đồng bào Phật tử đón một mùa Phật đản an vui, thấm tình đạo dị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời khẳng định từ khi thành lập đến nay, Phật giáo và Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh đã không ngừng được củng cố, phát triển và lớn mạnh về mọi mặt, thực hiện hòa hợp, đoàn kết thống nhất và phát huy tốt tinh thần gắn bó với dân tộc, vận động tín đồ trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, phát triển tỉnh nhà. Nổi bật là tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động với hoạt động an sinh xã hội như xây cất nhà tình thương, sửa chữa cầu đường nông thôn.
các phong trào khuyến học, nhân đạo, từ thiện, tạo phúc lợi xã hội từ năm 2023 đến nay hơn 85 tỷ đồng. Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu của các vị giáo phẩm, chức sắc vào thành tích chung của tỉnh nhà. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững, ông nhấn mạnh. Tôi mong rằng các vị chức sắc trong Ban Chi sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ban Chi sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tích cực, vận động, tăng ni Phật tử, y sĩ, y sinh, sống tốt đời đẹp đạo, luôn thực hiện tốt với phương châm đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội, tham gia cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng về vấn đề tôn giáo, dân tộc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các ban ngành đoàn thể các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò người có uy tín, cốt cán trong tôn giáo để tạo mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác nắm tình hình và vận động nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, tháo gỡ các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đồng thời khẳng định, lãnh đạo tỉnh cũng như các cấp các ngành sẽ luôn quan tâm và tạo điều kiện để đồng bào có đạo được tham gia sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định pháp luật, tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của Phật giáo. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024, chiều nay đoàn lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Cùng đi với đoàn có ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và lãnh đạo thành phố Vĩnh Long. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, gửi lời chúc mừng đến Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, tín đồ Phật giáo hưởng mùa Phật đản vui tươi, an lạc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà trong việc tuyên truyền vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy mối đoàn kết gắn bó với các cấp ủy Đảng, chính quyền và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống nhân dân. Về phía tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức các hoạt động sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định pháp luật. Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với sự kiện quan trọng của Phật giáo, khẳng định thời gian qua nhờ có sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã hoàn thành tốt các hoạt động Phật sự, đồng thời sẽ tiếp tục gắn bó đồng hành cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các sở ngành, góp phần cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam nói chung và Vĩnh Long nói riêng ngày càng phồn vinh, giàu đẹp. Nhân dịp này, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo thành phố Vĩnh Long đã tặng hoa và quà cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và báo Nhân dân tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại xã Trà Côn, huyện Trà Ôn. Dự buổi lễ có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân dân. Về phía tỉnh Vĩnh Long tham dự có ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Thông qua quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Báo Nhân dân đã vận động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ 9 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Trà Côn, huyện Trà Ôn. Mỗi căn được hỗ trợ xây dựng với số tiền 50 triệu đồng. Đến nay cơ bản đã hoàn thành. Phát biểu tại lễ bàn giao nhà, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân cho biết, những năm qua, song song với nhiệm vụ chính trị được giao, Báo Nhân dân còn chú trọng đến công tác an sinh xã hội, kêu gọi các nhà tài trợ đồng hành cùng các chương trình chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động tại nhiều địa phương trên cả nước. Cũng trong dịp này, lãnh đạo Báo Nhân dân đã trao tặng 9 phần quà cho những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đã kịp thời giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Sáng nay, Hội đồng đội tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm 83 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2024 và trao giải thưởng Cánh Én Hồng tỉnh Vĩnh Long năm học 2023-2024. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào và tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai các phong trào trong cán bộ phụ trách đội, thiếu niên, nhi đồng. Đây cũng là dịp để các giáo viên làm tổng phụ trách đội có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Năm học 2023-2024, Hội đồng đội tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức nhiều phong trào hoạt động lớn, thu hút đông đảo thiếu niên nhi đồng tham gia như ngày hội thiếu nhi du khỏe tiến bước lên đoàn, kỷ niệm 65 năm triển khai phong trào kế hoạch nhỏ, phát động 7 tuần thi đua cao điểm của thiếu nhi Việt Nam chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Em là chiến sĩ nhỏ Điện Biên. Dịp này, tỉnh đoàn Vĩnh Long đã khen thưởng cho 8 giáo viên làm tổng phụ trách đội đạt giải thưởng Cánh Én Hồng tỉnh Vĩnh Long năm học 2023-2024, tặng Hội đồng đội huyện Tam Bình 300 khăn quàng đỏ và một sân chơi thiếu nhi trị giá 5 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng năm lịch sử, tỉnh Điện Biên tràn ngập không khí lễ hội. Đến với Điện Biên vào những ngày này thì du khách sẽ được đắm mình trong điệu xòe Thái cùng sự rộn ràng của tiếng trống, tiếng chiêng. Những hình ảnh về di sản thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc Thái và là sợi dây kết nối cộng đồng này sẽ tiếp nối chương trình ngay sau đây. Điệu xòe như thuở ban đầu. Chân đi nhịp nhàng mà sao bối rối. Tay chân tay đêm nay, chân bước đi rộng ràng. Em bâng khuâng trong điệu xòe để lại hơi ấm bàn tay. Tay chân tay đêm nay, lòng sao xuyến bồi hồi. Em lung linh trong điệu xòe. Về cái điệu xòe thì nó rất là quan trọng với dân tộc Thái. Nói về cái điệu xòe, nhất là điệu xòe cầm tay nhau, điệu xòe đoàn kết, thì chúng ta không phân biệt những cái tuổi tác, không phân biệt những trai gái. Có cái điệu xòe thì nó mới là đoàn kết. Các ông bà thời xưa dạy điệu xòe Thái này là lúc đi đám cưới này, mừng nhà mới này, rất là vui, rất là xung động đối với dân tộc Thái. Và hiện nay khi đến với các bản văn hóa du lịch, mô hình homestay của cộng đồng người Thái, những dòng xòe mang đậm chất núi rừng Tây Bắc, vừa ấm áp, mê hoặc lòng người, vẫn được trao truyền và gìn giữ như lời mời gọi, níu chân du khách gần xa. Và chương trình thời sự tối nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.